Chào các bạn, hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn về tính năng Vehicle Tracking để kiểm tra cái bán kính khi mà xe chạy vào nút giao thì như thế nào hoặc là đường bị gập ghềnh. Đây là hình dạng của một chiếc xe tải khi đang qua một cái khúc cua. Đây đang là rẽ phải. Thì mình thấy cái nét đất ở giữa đường đó là cái vạch sơn chia làn, thì thấy được cái bánh xe đó nó phải đẩm qua bên kia, nó phải lắng qua bên kia đường một chút xíu thì mới đảm bảo về cong được, nó đảm bảo được đi qua cái đường cong này được. Cho nên là tiếp theo là cái đoạn đường này giả sử là nó bị gập ghềnh, ví dụ như nó bị cao độ đó nó bị đi xuống đó. Mình sẽ mô tả được là cái xe nó đi xuống và nó đi lên, nên ví dụ như đây mình mô tả được cái đường dốc đường, mình sẽ mô tả được cái đường mình của cái đường cong đó nó như thế nào.